Mới đây, một cô gái sống tại Trung Quốc đã đăng đàn bốc phét một khách sạn mà cô này lưu trú trong quá trình du lịch. Tuy nơi đây mang tiếng cao cấp, nhưng cơ sở hạ tầng của họ thì lại trái ngược hoàn toàn. Theo đó, cô Xuân đã thuê phòng tại khách sạn Wanxi Siêu Frog International tại thị trấn Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào ngày 9 tháng 10. Nhân vật chính cho biết, khi đang tắm thì cô phát hiện rất nhiều phân đột nhiên chảy ra từ trần nhà và dây hết vào mỹ phẩm của cô, cũng như quần áo và đầu tóc của mình. Ngay lập tức, một cuộc điều tra toàn diện và khắc phục mạng lưới đường ống cùng các công trình vệ sinh cơ sở hạ tầng đã được thực hiện khẩn cấp. Được biết, khách sạn sau đó đã liên hệ để đền bù cho cô sau tai nạn khiếp vía này. Sự việc đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều thông cảm với cô gái đen đủi này và đều đồng tình cho rằng phía khách sạn đã phạm phải một sai lầm chí mạng.